Dương Dương từng nhường vai Vu Đồ cho Tiêu Chiến nhưng Cố Mạn không đồng ý. Không nhiều người biết rằng vai diễn Vu Đồ trong Em là niềm kiêu hãnh của anh từng suýt rơi vào tay Tiêu Chiến, nhưng cuối cùng Dương Dương mới là người nên duyên với Địch Lệ Nhiệt Ba. Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba năm 2021 đã có màn song kiếm hợp bích vô cùng ăn ý trong Em là niềm kiêu hãnh của anh. Dù phim vướng phải nhiều điều tiếng chê bai từ khán giả nhưng vẫn không thể phủ nhận một điều rằng đây là tác phẩm đáng để thưởng thức một lần trong đời. Tuy nhiên ít ai biết được rằng trước khi Dương Dương chốt kèo vai diễn Vu Đồ nên duyên cùng Địch Lệ Nhiệt Ba thì Tiêu Chiến cũng là người lọt vào tầm ngắm của nhà sản xuất phim Em là niềm kiêu hãnh của anh. Mặc dù Dương Dương là sự lựa chọn đầu tiên cho vai nam chính nhưng anh gần như đã từ bỏ vai diễn này. Lý do là bởi khi đó nam thần chiến X đang tập trung toàn lực để quay dự án Đặc Chiến Vinh Quang. Tác giả nguyên tác của Em là niềm kiêu hãnh của anh Cố Mạn từng đặc biệt gửi email cho Dương Dương, còn viết một bức thư rất tâm huyết hy vọng có thể hợp tác với nam diễn viên thêm một lần nữa sau Yêu Em từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng anh chàng đã nhắn lại rằng bản thân không còn thời gian rảnh xem kịch bản, để Cố Mạn và đoàn phim chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị từ chối. Vì vậy đã xuất hiện tin đồn Tiêu Chiến thay thế Dương Dương diễn vai Vu Đồ cùng Địch Lệ Nhiệt Ba. Nhưng thật may mắn, bằng một lý do nào đó, Dương Dương đã gật đầu đồng ý đảm nhận vai diễn này, đưa bộ phim vang danh khắp thiên hạ. Cũng trong một cuộc phỏng vấn, Địch Lệ Nhiệt Ba chia sẻ bởi có Dương Dương nên cô mới đồng ý diễn. Cả Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba làm việc với nhau cực ăn ý, trở thành cặp đôi đẹp nhất màn ảnh trong nhiều cuộc bình chọn. Lên sóng chưa đầy một năm, phim đã thu về gần 5 tỷ lượt xem, đồng thời được Đài Loan, Nhật Bản mua bản quyền phát sóng. Về phần Tiêu Chiến, dù bỏ lỡ vai diễn trong Em là niềm kiêu hãnh của anh, nhưng anh chàng cũng có nhiều tác phẩm gây được tiếng vang. Mới đây, người hâm mộ đã vô cùng vui mừng khi nghe tin Tiêu Chiến sẽ hợp tác cùng Lý Thấm trong bộ phim Vùng Biển Trong Mơ Ấy. Lần thứ 5 hợp tác cùng nhau, khán giả hy vọng cặp đôi sẽ tạo ra thành tích ấn tượng. Mới đây, dự án Vùng Biển Trong Mơ Ấy cuối cùng cũng đã kết thúc những cảnh quay cuối cùng. Loạt ảnh Tiêu Chiến trong buổi đóng máy khiến dân tình mê mẩn. Theo đó, xuất hiện trong buổi đóng máy phim Vùng Biển Trong Mơ Ấy, Tiêu Chiến diện một chiếc áo phông trắng rất đơn giản, kiểu tóc mái lệch bồng bềnh càng làm tôn thêm vẻ điển trai của chàng mỹ nam Trần Tình Lệnh. Thế nhưng, điểm khiến dân tình chú ý nhất lại chính là nước da trắng hồng hào của Tiêu Chiến, không khó để nhận ra trạng thái của anh chàng đang vô cùng tốt. Vậy mà cách đây không lâu, tình mới của Lý Thấm đã khiến fan ngỡ ngàng vì nước da ngăm đen nhẻm trong một cảnh trên phim trường Vùng Biển Trong Mơ Ấy. Ngồi cạnh Lý Thấm, Tiêu Chiến trông đen hơn hẳn vài tông. Đem so với loạt ảnh mới này, nhiều cư dân mạng cho rằng khi đó Tiêu Chiến đã được hóa trang làm tối màu da để phù hợp với nhân vật. Thế nhưng cũng có ý kiến nhận xét, hình ảnh nam diễn viên chiến X trong buổi đóng máy đã được chỉnh sửa nên mới trắng như vậy. Ở Vùng Biển Trong Mơ Ấy, Tiêu Chiến đảm nhận vai nam chính Tiêu Xuân Sinh, một thanh niên Bắc Kinh trong những năm 70. Lý Thấm đảm nhận vai Đồng Hiểu Mai, người có tình cảm với nam chính. Bộ phim kể về quá trình trưởng thành và thay đổi ước mơ của một nhóm thanh niên ở Bắc Kinh trong những năm 1970. Bộ phim tái hiện những năm tháng đấu tranh đầy thăng trầm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, dựng lên hình ảnh những con người nhỏ bé bình thường dám thay đổi ước mơ và vươn lên phía trước, đồng thời truyền cảm hứng cho khán giả viết nên một chương mới vĩ đại của kỷ nguyên mới của chính họ. Đây sẽ là thử thách khá lớn với Tiêu Chiến, bởi sau một loạt dự án cổ trang, anh sẽ thử sức trong một hình tượng nhân vật khá mới. Với chủ đề dân quốc, Tiêu Chiến vai Tiêu Xuân Sinh sẽ đảm nhận vai diễn trong giai đoạn xuyên suốt từ 20 đến 40 tuổi, nghĩa là diễn viên không chỉ hóa trang già đi, mà còn cần phải có diễn xuất tốt để thể hiện nội tâm nhân vật. Trong tác phẩm này có cả tình huynh đệ cùng nhau lập nghiệp, xen kẽ là câu chuyện tình yêu ngây ngô nhưng rất đẹp, chắc chắn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả. Còn với Lý Thấm, nữ diễn viên sở hữu giá trị nhan sắc đỉnh cao, vừa có diễn xuất ấn tượng sẽ thủ vai Đồng Hiểu Mai. Với tài năng vốn có của mình, nhân vật lần này có lẽ sẽ không làm khó được Lý Thấm. Chính vì vậy, với sự góp mặt của hai tên tuổi trên và nội dung kịch bản chất lượng, chắc chắn sẽ giúp bộ phim trở thành một dự án vô cùng hứa hẹn và được nhiều người chờ đón. Hiện tại, bộ phim Vùng Biển Trong Mơ Ấy do Tiêu Chiến và Lý Thấm chính vẫn chưa có lịch chiếu cụ thể.